Theo Bộ Y tế, từ 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh có 94 ca COVID-19 tử vong, trong đó có 8 ca từ các tỉnh chuyển đến. Đây là ngày thành phố ghi nhận ca tử vong cao nhất trong 2 tháng, tính từ ngày 5 tháng 10. Cả nước số ca tử vong trên 220. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ca tử vong tại thành phố chủ yếu là người cao tuổi, bệnh nền, chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều. Bên cạnh đó, tối ngày 6 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công điện gửi các tỉnh thành cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron nhưng nguy cơ rất lớn. Bộ Y tế đề nghị các địa phương chống dịch dựa trên nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của người dân. Trong đó, ý thức của người dân là một trong số ba trụ cột. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia Tính đến chiều ngày 6 tháng 12, cả nước ghi nhận trên 1,043 triệu ca Covid-19, gần 714.600 bệnh nhân đã khỏi bệnh, chiếm 68,5%, 23.774 người đã tử vong, chiếm 2,3% tổng số mắc. Như vậy, tỷ lệ tử vong đã tăng lại và cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới 2%.